Từ Gỗ Sứ Đồng xin kính chào tất cả các anh chị. Giới thiệu mấy anh chị tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc được chế tác trên chất liệu gỗ nu hương, một tác phẩm tuyệt đẹp, nu bám mọi chỗ mọi nơi, chỗ nào cũng là nu anh chị nhé. Sở hữu với chiều cao là 47, chiều ngang là 42, về sâu là 23 anh chị nhé. Tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc đầy nu, anh chị thấy không? Đây, cái phần nu tia trên mặt của cụ, trên phần đỉnh đầu của cụ và đến chú Tiêu Đồng đây. Còn tác phẩm này thì là chỗ nào cũng nuôi chị nhé, hàng liền và động đến chỗ nào đó chỗ đó là nuôi luôn, một tác phẩm rất sống động. Vâng, do là cái bông hoa lu này rất nhiều nên là khi quay lên video thì anh chị có thể thấy là nơi bị rối một chút do cái nu nó nhiều quá. Đấy, anh chị coi nào. Nói chung là tác phẩm này động chỗ nào này là con nu đấy. Đây là quầy cụ nhân Sâm Triều Tiên ngàn năm tuổi anh chị này, cái bao tiền phần bên bao tiền bên dưới cụ ngồi lên này, nu nu hết. Tác phẩm đẹp tuyệt vời không, mặt trời này, đây là nu, nu này gọi là nu cám chân hồng anh chị á, tại vì cái nu nó hoa nó rất nhỏ và nó rất nhỏ nhỏ là nu cám ấy, và cái chân của nó thì màu hồng, nu cám chân hồng đẹp tuyệt vời. Tác phẩm này em xin được báo giá là 20 triệu chị nhá, 20 triệu cho tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc được chế tác trên chất liệu gỗ nu hương này, với chiều cao là 47, sâu là 42 và cao 47, ngang là 42 và sâu cho tác phẩm là 23 chị nhé. Vâng, tác phẩm đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc, thì giá là 20 triệu, 20 triệu em sẽ bao ship cho tác phẩm này, Cụ Di Lặc Tam Phúc, nu, chất nu quá tuyệt vời rồi. Đó, anh chị có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của tác phẩm, quá thần thái. Chị coi này, đó là về nu hương thì chị làm cái dòng gỗ rất giá trị ngay từ cái phôi rồi. Đây bên trên phía trên này còn đục thêm chu rơi để chiêu thêm của cái tiền của gia chủ, và anh chị được thêm chu rơi rất sống động với cái phần giác của nu, và giác của nu rất ổn định rồi, và phần đầu của chu rơi cũng là nu hết hương hết chị nhá. Đấy, chỉ với giá 20 triệu bao ship anh chị đã sở hữu một tác phẩm rất đẹp, rất đẹp, toàn nu không. Đây là cái bình rượu này, cái đèn lồng này, vâng, và cả cái bao tiền bên dưới của cụ ngồi lên nữa, toàn là nu hết. Một tác phẩm sống động để nuôi trên này, nu hương. Chị nào chưa sở hữu hay chưa đam mê đồ gỗ mỹ nghệ mà chưa sở hữu cho mình một tác phẩm nu hương thì đây là một cơ hội để sở hữu một tác phẩm nu hương rất đẹp với giá rất gì là mềm, chỉ 20 triệu cái tác phẩm này thôi, với chiều cao là 47, ngang là 42 và sâu là 23 anh chị nhé. Rất phù hợp với đặt là đề bàn hoặc là nhiều vị trí với kích thước này, một tác phẩm liền lạc mà lại nu kín mít. Đấy anh chị, đây nu tia trên phía đầu của cụ Di Lặc, rất tuyệt vời rồi. Cái khuôn mặt và cái nụ cười của cụ anh chị thấy rạng ngời không, cái dáng ngồi rất khoan thai, ung dung tự tại, rất giống rất nhàn hạ. Thông tin chi tiết về sản phẩm anh chị hãy liên hệ với Từ Gỗ Sứ Đồng, số điện thoại 0987336318. Giá cho tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc ngồi bao tiền vàng chất liệu gỗ nu hương hàng liền lạc này chỉ có giá là 20 triệu em bao ship. Vâng, 20 triệu bao ship cho tác phẩm này, quá tuyệt vời mặt trời rồi. Và anh chị nào chưa đăng ký subscribe kênh YouTube của Từ Gỗ Sứ Đồng hãy nhấn đăng ký subscribe để xem những cái video về hàng hóa em làm ra hàng ngày, và sau đây em sẽ quay một vài vòng đấy chị hình dung được hết cái tổng quan của tác phẩm và cái nét đẹp của cái nghệ nhân đục bên Từ Gỗ Sứ Đồng anh chị nhé. Siêu phẩm nu hương giá chỉ là 20 triệu bao ship, quá đẹp, hàng liền lạc tuyệt vời mặt trời anh chị nhé. Nu cám chân hồng, nu tia trên phía trên. Nụ cười của cụ quá ấm áp, quá rạng ngời, đục rất nhiều chi tiết đẹp, bao tiền nu quá đỉnh kìa, với cái dải nụ ở buộc trên cái phần miệng bao kia. Sau đây sẽ quay một vài vòng để cho anh chị thấy được cái vẻ đẹp của tác phẩm. Với phía đằng sau là cái nón của cụ nha anh chị nhé, cái nón của cụ, mọi thứ là liền hàng hết. Và đây em sẽ dừng lại anh chị, đằng sau là nu xuyên từ trước đằng sau anh chị nhé.
Lucien xuyên từ trước ra sau, một chút vật giác làm cho tác phẩm thêm đẹp hơn. Và cái chỗ này thì là cái tâm của gỗ, tầm gỗ nó vào đấy chỉ sâu vào tầm 2 xăng thôi là nó dừng lại rồi. Đấy, tâm của gỗ nó như vậy, anh chỉ có sấy tác phẩm về chơi thì cũng không bao giờ sợ hư hao ở cái phần này nữa, em đảm bảo và khẳng định một điều đó. Đấy, một tác phẩm rất đẹp, nu xuyên từ trước ra sau với chiều ngang là 23 này, 23 này rất dày dặn anh chị nhé. Đấy, 23 mà nó toàn là nu hương như này hết, nó kết cấu nó rất chắc, ở những bông hoa nu rất đẹp rồi. Đấy, chị coi. Nếu mà tính theo cái mà hình chiếu mặt phẳng ấy thì nó hơn hai thì nó rơi vào tầm 25 nhé chị nhé, nhưng mà đo là đến 23. Nếu hình chiếu mặt phẳng này những chỗ nổi nhất ấy, thì nó phải tầm 25, nhưng đến 23 là chuẩn hơn và độ dày là 23. Vâng, một tác phẩm mà cô Di Đặc Tam Phúc trên chất liệu gỗ nu hương hàng niên nạc, giá chỉ là 20 triệu, bao ship cao 47, ngang 42 và sâu là 23 chị nhé. Hàng niên nạc rất nhiều lu luôn à. Chỉ là hữu duyên với cụ, hay liên hệ với tương gỗ sử đồng để rước cụ về. Số điện thoại 0987 336 318. Cảm ơn anh chị rất nhiều trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Nguyễn Hồng. Và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video về sản phẩm làm ra tiếp theo. Vâng, xin trân trọng kính chào chị.